Xin chào mọi người, tôi nè, Hèo Eli nè mọi người. Mọi người ơi, thì hôm qua là có những cái gói mới ra đẹp lắm mọi người ạ. Trời ơi, tôi vào mà tôi không ra được luôn, tại vì nó đẹp quá chừng luôn. Thích lắm mọi người ạ, thích nhất là chiếc tàu hỏa đồ chơi này này. Trời ơi, nó đẹp gì đâu vậy ạ. Sao nó đẹp dữ vậy ta. Nhưng mà không có tiền, không đủ tiền để mua, cho nên tôi sẽ đã quyết định mua gói mua đóng vui vẻ đấy nhé. Tại vì nó có cái kẹp bông tuyết con vịt ý. Đấy, tôi sẽ quyết định mua nhá. Có 49.000 thì mình có đủ, nhưng còn 199.000 thì không có đủ. Nhưng mà mọi người thấy cái gói này nó cũng xinh đúng không? Trời ơi, kẹp bông tuyết vịt nè, phun tuyết nè, rồi cái cài Magic Mode, rồi cái máy quá đặc biệt là cái máy phun tuyết này nữa nè. Đó, với lại hai cái biểu cảm. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái kẹp mọc vịt này ra nghịch nghịch tí nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ nhập vào nhận rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào hộp thứ để nhận tất cả những vật phẩm mình mới mua rồi đã. Rồi cái đầu tiên nha mọi người, kẹp vịt tuyết này, trời ơi dễ thương ha. Rồi tới là bình phun tuyết. Rồi tiếp đến là băng đôi Smart Magic Christmas. Rồi tiếp đến là đài pháo. Đài pháo bóng tuyết nha mọi người, tại vì nó to thật, nó con người mình đứng vào có chít xíu à. Rồi tiếp đến là hai cái biểu cảm này là không nhận, nó sẽ vào hòm thư của mình luôn, nó sẽ vào cái vùng trang trí biểu cảm của mình luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đổi cái băng đô Magic Mask lên nha. Trời ơi đẹp thiệt cho bộ mọi người ha, dễ thương xin. Rồi sắp xếp hai cái biểu tượng luôn, Magic Mask để cho tôi quà. Ok rồi, xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy kẹp vịt tuyết ra chơi nha mọi người. Ô cái bàn nào vô duyên chưa, sao cứ lấy tuyết ném vào mặt mình vậy. Trời ơi, ôi trời té luôn. Trời ơi, ném chính xác dữ ông, mà ông hơi bị vô duyên rồi đó nha. Nói chơi không biết ai đây mọi người, tự nhiên cứ tranh thủ thấy mình đang đứng đang quay video. Chắc bà ấy không biết mình đang quay video mọi người. Trời ơi buồn cười thật đấy. Tại vì mình đang quay video cho nên mình được một chỗ nên tiền thể là bà ấy sẽ ném rất là dễ. Thôi kệ bà, mình chạy được cái đã. Chạy được rồi tính sau, chạy đã bỏ mang rồi đã. Thôi kẹp tiếp thôi, chạy tìm chỗ để chơi kẹp vịt tuyết thôi. Ngồi đây chơi. Chơi ở đây thì hình như mình sẽ không thấy rõ được con vịt ấy. Rồi thôi mình quyết định, hay là mình quyết định đi ra ngoài sân này đi. Nếu mà ra ngoài sân này thì không có tuyết thì có kẹp được không ta? Làm thử ấy. Đứng đây đâu có tuyết đâu. Đứng làm thử thử nào. Ok. Ô có nè. Ôi không có tuyết mà cũng kẹp được luôn. Đúng là ảo ma thì có chứ. Trời ơi. Trời ơi, nhưng mà dễ thương đúng không mọi người? Trời ơi, dễ thương thì có chứ. Coi, coi con vịt kìa. Giống như là mình kẹp cái này, rồi bắt đầu mình quay cả mình kẹp cái từ khác, là bắt đầu là nó sẽ tan đi mọi người. Đó, mình chuẩn bị kẹp từ cái khác là nó tan đi đó. Kẹp liên tục nhưng mà nó vẫn tan nha, đó. Anh sẽ tan rồi bắt đầu mới hình thành được cái mới. Trời ơi, nó luôn phiên nhau á mọi người, chứ không thể làm một lần mình nhiều con vịt được. Trời ơi, khi mà làm được một lần 10 con vịt thì nhờ. Đẹp, dễ thương. Thôi hôm nay chơi tới đây thôi. Mà quên nữa. Đi về, bây giờ mình sẽ về nhà để bỏ cái pháo đài bạc bằng phong thuyết để ra thử nó đẹp như thế nào nhá. Ok, bây giờ về nhà nè. Mình không giỏi để có, cho nên trong nhà mình chẳng có cái gì cả. Mình cứ để có đài lung tung lang thang vậy, cho mình trong cái đầu mình chưa có cái ý tưởng gì hết. Để ai tới nhà mình chụp được cái chung được cái poster ở trên tường này nè, chụp được với cái poster này thì vô tình sẽ nhận được quà nhá. Gửi về Facebook của mình làm sẽ nhận được quà nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ pháo đài bạc ra nào. Trời ơi, nó to thật cái mọi người. Nó to thật chứ không phải đơn giản đâu. Trời ơi, nó to nhưng mà không biết bạn có nhiều bóng tuyết không ta. Bây giờ mình sẽ dùng lại để xem thử anh ta có bắn được nhiều bóng tuyết không. Trời ơi, bắn cũng ít à. Trời ơi, máy thì to mà bóng tuyết bắn có được xì xì à. Trời đất, nhưng mà nó cũng đẹp rồi. Nói chung là tiền nào của anh ấy phải không mọi người. Đẹp quá chừng. Xin chào mọi người nhé, hẹn gặp mọi người ở các video sau. Mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người lắm. Chúc mọi người sức khỏe, bye bye. Mọi người nhớ là vào kết bạn chơi game cùng với mình nhé. Hàng tuần là mình sẽ có tổ chức tặng quà vàng ấy, khi câu được cái ấy. Bye bye.